trên đường khởi hành đi về miền Tây đầu năm mùng 1 đi về hướng Tây. Hỏi cái này là để ra đằng sau hả? Rồi phường phố phố phường quận 1 đầu năm chẳng qua luôn. Rồi màu trắng. Rồi khởi hành. Dạ 7 chị. À. Hello đáp. Xuất trình về nhà bà ngoại. Ok, chắc chừng 3 tiếng. Anh ơi, em dò cái chỗ nhà em nó không có cho nên em ghi tại thành phố Tây Ninh á. Dạ dạ. Thì cái chỗ tòa thánh Tây Ninh anh đi vô khoảng mấy cây số nữa. Dạ dạ dạ. Cái này là dạ em chạy ấy lắm, em đi làm mà em chạy phụ thôi. Tối về mới chạy thêm chút. Ban ngày cũng đi chạy xe cho người ta. Làm nghề xe luôn. Dạ. Xe này kỳ đó mua bao nhiêu anh? Bao nhiêu tiền? Lúc đó nó còn hiếm. Lúc em lấy là 580 xong xuôi đó. Em đăng bánh hết. À cái này là số sàn đúng không? Dạ, số sàn là cái phiên bản tiện nhất. Tốt không? Dạ. Ok. Vừa rồi có đi coi với em cái này. Bây giờ nó là có XL7 mới á. XL7 nó đẹp hơn. Ừ. Đèn đuốc đồ nó ấp trên nó đầy đủ. 500 mấy là lăn bánh luôn á hả? Dạ đúng rồi. Rồi em cái bản của em là bản thấp. Bản màu trắng thì đẹp chứ. Dạ. Ok. Em cũng thích cái loại là xe này. Dạ. Thứ nhất là nó rẻ, thứ hai là cảm thấy nó tốt. Dạ. Mình chạy gia đình cũng được luôn. Dạ, đi gia đình xuống á. Nhưng mà đi số sàn cũng ngon đúng không? Dạ ngon. Xe này là 1.5 luôn không em? Dạ. Thế gì rồi cái đi với thằng em đi coi su xong rồi đi coi Innova xong rồi cái quay về Mitsubishi coi cái xong cuối cùng quyết định là Mitsubishi. Mitsubishi em cũng coi rồi, nó không rộng hơn này. Ừ, nó dài hơn đúng không? Nó không rộng hơn này, coi vậy chứ nó không rộng hơn này. Anh đang ngồi này đang thoải mái, anh có thể dời xe ghế xuống rồi em ok cho làm sao vậy. Chưa mùng 1 và nắng chói chang lắm. Tưởng đâu là vắng lắm ai ngờ cũng đông. Đường phố đông. Hôm qua đi đêm 30 thấy cũng vắng quá. Nay tính nghỉ chứ. Ngồi nhà buồn quá. Nhà buồn quá. Với lại nghỉ bữa giờ rồi, nghỉ 2 tuần nay rồi. Với lại không có nhậu nhẹt nữa đâu. Tối hôm qua cũng có nhậu nhưng mà cũng nhậu chút xíu à, cũng nhậu được đâu 5-6 lon vừa đi ngủ. Nhà buồn quá. Cái mùng 1 thì bây giờ người ta đi gia đình chủ yếu cho nên là cỡ mùng 2, mùng 3 đi là mới nhậu nhẹt nhiều phải không? Đi vui. Ngày mai là em có tour đi. À đi tỉnh luôn hả? À người ta dặn. Đi du lịch luôn á hả? Dạ đi mùng 2, mùng 3, mùng 4 nói chung là đi người ta đi du lịch à. Đi về nhà, về quê nó thăm nhà. Rồi là đi theo luôn á hả? Dạ. Đường phố Sài Gòn chưa mùng 1 vẫn đông như thường. Năm nay đã ít về quê lắm mình. Ừ, cấm đáng nhiều quá đâu ai về đâu. Những cái vùng dịch rồi thôi. Người ta về nó sợ nó đi vô không được á. Ừ. Việc làm luôn á, dính việc làm rồi dính tùm lum luôn á. Tại vì chị đi làm về cái chị tranh thủ ra chị chạy, mình không có thời gian ở với nhà quá. Ừ. Con cái mình là vợ mình nó phải lo hết, mình không có chơi không có chơi nó được nữa. Nó chủ yếu là trả tiền nợ thôi. Dạ, đúng rồi. Chịu khó vài năm
có chiếc xe là lông nhông được đi chơi được. Có chiếc xe Ấn Độ này chạy Tết cũng vui, nó trăm mấy chục triệu, được mấy triệu luôn á. Thường thường mà Tết Tây so với Tết ta, Tết nào chạy thì kiếm được tiền nhiều hơn? Em chưa biết à, tự vì năm nay là năm đầu tiên em mới chạy nè. Nhưng mà Tết Tây vừa rồi là kiếm được khoảng nhiêu? À, Tết Tây á, Tây là kiếm được cũng mấy triệu á. 5 triệu không? Ngày đó, ngày mùng 1 ngày đó em chạy là em kiếm 5 triệu á. Wow, chạy 5 vậy? Triệu, 5 triệu nhưng mà chưa trừ mấy kia ra chắc cũng kiếm được 4 triệu. Dữ vậy? Ờ. Có không, cái Tết ta chắc nhiều ngày hơn đó thôi. Tết ta nhiều ngày hơn. Ngày Tây thì em chưa biết, tự đây em mới chạy năm nay là năm Tết lần đầu mà. Chưa biết. Giờ ta mới bên mắt rồi, thấy cũng chắc cái này cũng chịu mấy rồi phải không? Này nãy thấy chịu hai mấy á. Yeah. Ví dụ như mình đi lên Tây Ninh xong rồi mình mở cái ứng dụng này là khách nó cũng có gọi luôn không? Chị... gọi cứ chạy về không? Hình như ở trên Tây Ninh là chưa có, chưa phụ sống hả? Chưa phụ sống đây đâu. À... vậy tính là Long An, Biên Hòa đều có hết, Vũng Tàu, nhưng mà lại Tây Ninh là chưa. À... đúng là đi, nếu mà đi Tây Ninh thì đi được con chiều rồi hả? Đúng rồi, đi con chiều. Còn ví dụ lâu lâu có thấy có khách đứng ngoài đường á, cái quắt lên lấy đại gì đó chạy về cũng được, có hay cái nếu mà đi, nếu mà chơi cái đó cũng được. À, kiểu mấy như... cái tóc hành gần nó cho mình ăn đòn hả? Dạ. Cũng gây lộn nữa hả? Mấy cái tóc hành mình làm thì là mình giống như mình ăn cướp khách của nó mà. À. Nó ấy mình á, mình cũng phải. Nhưng mà Tết này chắc dịch vụ dịch này nọ tóc hành chắc nó cũng không hoạt động nhiều nữa ha. Cái này em cũng không rành lắm. Có nghĩa là nếu như mình mua chiếc xe này như anh nói là nó khoảng là 580 đúng không? Dạ. 580 mà một ngày mình cho chạy khoảng chừng bình quân thôi, 8 tiếng nó khoảng chừng chắc chừng 1,5 triệu đi ha. Bình thường ngày tính xa cả luôn. Đúng rồi. Anh nói cái đó là nếu mà tính theo một người mà đừng đi làm công ty á, một người bỏ không chạy ráp không á. Thì một ngày kiếm 1 triệu cũng nếu mà là trừ chi phí, cho trừ chi phí thì kiếm 1 triệu đó, kiếm 1 triệu. Dạ. Nhưng mà phải chịu khó nha, chứ còn đừng có nghĩ là mình chủ xe rồi mình làm biến rồi mình bắt đầu bỏ đi nhậu rồi là không được nha, phải chịu khó chứ. Không, nhiều khi lúc người ta làm được tiền nhiều cái ta cũng dư giả xong rồi thôi kệ bà nó tắt đó, cái kiểu người ta vậy á, cái kiểu chứ có nhiều thằng em thấy nó chạy giỏi lắm, nó chạy có tiền lắm. Một ngày mà 1 triệu thì ví dụ nếu mà mượn ngân hàng 300 triệu đi, tiền tháng trả 4 triệu, tháng trả khoảng 5 triệu đi. Không? Ví dụ như là mình có 580, mình trả 280, mình vay ngân hàng 300 triệu, trả trong vòng 20 năm ví dụ vậy đi, thì lãi suất mỗi... Trong 5 năm thôi à, 5 năm, 3 năm thôi, đâu có cho chạy nhiều đâu. À, mua xe thì khoảng 5 năm thì chắc... dạ chắc cũng phải tháng cũng cỡ 8 triệu á. Dạ. Không? Dạ, 7 triệu, 8 triệu á. Thì nếu như một ngày mà mình kiếm được 1 triệu thì tháng mình cũng kiếm được hai mấy 30 triệu hả? Đúng rồi. Vậy là trừ cái 12 triệu mà trả ngân hàng ra là mình còn cũng phải cỡ cho khoảng chừng 15 triệu đi ha. Dạ. 15 triệu. Giống như bằng đi làm mình, không? À, bằng mình. Không, bằng đi làm nhưng mà được có cái mình có dư tiền xe này. Dạ. Với đi làm 15 triệu là mình mới góp xe là nó còn xuống nữa. Dạ. Ồ. Nhưng mà cái đó là mình phải làm tập trung toàn bộ thời gian cho xe này luôn. Đúng rồi. Còn hiện nay anh làm là giống như mình đi làm 8 tiếng cho công ty. Yeah. Là mình đã có thu nhập riêng. Yeah. Rồi còn cái này là mình làm thêm để mình trả tiền dư, giống như mình góp tiền mua xe đó. Dạ, không? Dạ, vậy không áp lực nhiều. Dạ đúng rồi, không áp lực nhiều. Nhưng mà với điều kiện là cũng phải chọn chiếc xe nó đẹp mà cũng vừa giá tiền ha. Mắc quá nó cũng ảnh hưởng tới cái việc trả nợ chứ ha. Dạ đúng rồi. Ok. Là chắc mình sẽ chạy ráp quá. Ủa, anh có nhà mặt tiền nên Biên Hòa nhưng mà anh đi chạy ráp thì anh hả? Thấy anh làm thiếu gì cách em làm nhiều tiền hơn. Ví dụ như hơn, nếu mà không chạy ráp thì chạy gì hả? Hả, anh chạy xe hả? Không, ví dụ ý nói giờ ta nói là chạy ráp để kiếm tiền, là kiểu chạy xe để kiếm tiền. Còn giờ nói vậy không chạy đó thì còn cái cách nào khác nữa? Rồi là làm gì khác hả? Giống như thời gian rảnh đó. À, ủa, anh cũng rảnh ở không có làm gì luôn hả? À, nếu mà anh thích thì anh cũng chạy được, yêu nghề vô chạy chơi vui mà chưa có bằng lái. Không, chạy ráp em thích chạy xe nha. Vậy à, tự gì anh biết sao không, cái công việc này nó cũng có chán, có nghĩa là thích đi phượt luôn á. Dạ, thích lái xe. Dạ đó, tự gì mình đi
ví dụ anh làm gì đó, anh làm công việc anh làm hoài à, còn anh lái xe này á, nay anh đi chỗ này mai anh đi chỗ kia, khách thì có người này người kia, không cái đó là cũng phải là lắm. Có nghĩa là không bị áp lực về kiếm tiền mà chủ yếu là đam mê đi phượt, thích lấy xe đó. Nên là mình chạy mệt chứ cũng chả sao hết, đúng rồi, mình đi đây đi đó, được đi đi chỗ này chỗ kia vui lắm đó. Mình đi nhiều quá vợ con nha nó bỏ mình luôn hả? Nó bỏ mình luôn, nó đi cự ha, rồi đi vừa đi đủ đủ không, ở bên nước ngoài nó có nhiều cái hay lắm nha. Người ta mua xe mà phục vụ những cái mục đích mà kiểu như là giải trí á, là mua chiếc xe cũng đẹp đẹp, xong rồi bắt đầu là người ta mở YouTube ta làm, xong rồi chở mấy thằng là em đẹp đẹp, xong lên hát rap hát hát gì, xong rồi nó kinh doanh vừa cái chạy xe với lại thú vui mà kiểu kiếm tiền. Còn nếu mà còn dư tiền nữa để dành tiền mua đất hả? Mua nhà hả? Chạy xe này nó mua nhà cũng được đâu. Nhà không. Giờ mắc quá anh à. Bây giờ nó có nhiều cái loại mà kiểu như là chung cư giá rẻ, chợ góp cũng nhiều nó lắm. Nó có kiểu giống xe xe hơi vậy đó. Nhưng mà nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm, nên không mình không nó làm nổi đâu, không mua nổi đâu. Xe mua nhà. Ví dụ như xe nó khoảng 500-600 triệu, 700 triệu, nhà nó còn cả tỷ không? Đầu hơn nhất rẻ là cả tỷ. Rẻ còn là nhà xã hội á, nhà xã hội đó còn nhà hẻm nữa là chắc cũng phải 4-5 tỷ ha. Đúng rồi, nhà ấy biết đâu được, không mua chạy xe mua nhà mua nổi đâu. Nhưng mà nếu mà mua thêm chiếc xe nữa thì được á. Đúng, nếu ví dụ mình đã có lấy lại cái xác rồi không mua thêm chiếc xe nữa thì mua được. Lúc đó lúc đó kiểu như là mình cho thuê lại là cũng tốt chứ. Không có xe, nếu mà anh chạy á thì anh mới nghĩ lên dư cái xe, còn anh cho thuê mà cho thuê ngoài là thu chạy không ấy đâu. Cho thuê là nát xe, nát xe hả? Cũng như người ta cũng cày về tiền của người ta. Nhưng mà khi người ta trả chi phí mình với xe mình lại thì nó nát đó. Cũng như là nó không còn gì hả? Mình chạy thì mình mới còn giữ được chiếc xe. Đâu nhất là cây số nó cũng ít, ví dụ anh đi trong anh lấy là giống xe thì anh mới đi được khoảng 150.000 cây số đi ha. Thì cũng còn nó cũng còn lại chiếc xe. Còn khi mà anh cho thuê rồi là nó lấy cho bào cho nát nó bào, khi mà anh lấy lại chiếc xe là cây số lên tới 300.000 rồi nó vậy là nó lên tới 300.000 anh nghĩ 300.000 xe đâu còn đâu. Không, ví dụ như mình chạy chiếc này thứ nhất đi, thì xong khi mình có đầy đủ lấy lại được cái xác rồi, xong mình mua chiếc thứ hai, chiếc mới mình chạy chiếc cũ mình cho người ta chạy tiếp được nè. Được, nếu vậy thì được, nhưng mà với điều kiện là nó vẫn còn hợp thời ha. Đúng rồi. Hay là thích khách nó vẫn còn chọn lựa cũng được. Nhưng mà thật ra bây giờ chạy Grab thì người ta đâu có chọn lựa được xe đâu. Người ta chỉ book cái là xe nào tới rồi đi xe đó thôi. Dạ, cũng hay á. Okay. Trao đổi đầu năm mùng 1, biết đâu có nhiều ý tưởng đó. Không, em nói là đi cái chạy xe này nó có cái hay của nó là mình không bị chán. Cứ. Ủa mình chạy xe này là bản số vàng luôn hả, chứ đâu phải là chưa chạy. Em chưa chuyển qua vàng, nó quy định tới hết 10 tháng 12 năm nay mới vàng mà. Là bắt buộc qua hết hả? Dạ. Nếu mình bắt buộc mình qua thì mình phải đóng thêm tiền gì không? Em chỉ đổi con số thôi. Không em đóng thêm tiền hả? Dạ không. Coi vậy cũng được hả? Nó phân loại ở việc xe kinh doanh với lại xe cá nhân. Thằng em vừa rồi nó mua xong nó cũng phải đăng ký bản số vàng. Bây giờ không cần đăng ký, nó bắt nó anh kinh doanh là nó cho anh bắt vàng buộc thì luôn á hả? Đúng rồi.
lương cao. Em mới là lái xe thôi. Yeah.